5 điều bí mật tuyệt đối không được nói với bạn bè dù mối quan hệ tốt đẹp đến đâu. Quý vị thân mến, ai cũng có những câu chuyện trong lòng muốn được chia sẻ và thấu hiểu. Tuy nhiên không phải chuyện gì bạn cũng có thể tiết lộ với người khác. Chia sẻ chính là cầu nối khiến mối quan hệ giữa người với người trở nên gắn kết và bền vững. Tuy nhiên có những câu chuyện bạn vẫn nên giữ trong lòng hơn là nói ra, bởi bạn hoàn toàn không biết được trong mắt người khác bạn như thế nào. Dẫu có thân thiết đến đâu cũng hãy cân nhắc kỹ càng trước khi nói ra những điều sau đây. 1. Những vấn đề trong gia đình. Người thông minh biết rằng họ không thể đem tất thảy chuyện hôn nhân để buôn chuyện với người ngoài. Đây là vấn đề trong gia đình, là câu chuyện riêng và cũng là những bí mật giữa người vợ và chồng. Nếu nói ra cho người ngoài, chỉ có hại chứ không có lợi. Trong quan hệ tình cảm, dù vợ chồng có mâu thuẫn hay cãi vã, cũng nên đối mặt với nhau để giải quyết thay vì chia sẻ cho người khác. Con người khi có nhiều tổn thương trong lòng đều muốn tìm người để tâm sự và giải tỏa cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên điều này nhiều lúc sẽ là sai lầm khi mang lại những rắc rối cho bản thân và gia đình. Nên nhớ rằng người ngoài họ không thực sự quan tâm đến chuyện gia đình bạn. Nếu có cũng chỉ dành ra dăm ba câu an ủi rồi thôi. Chia sẻ với người khác những điều quá riêng tư không chỉ khiến họ không thoải mái mà còn không tôn trọng người thân của mình. Người khôn ngoan chắc chắn sẽ không làm vậy. 2. Bí mật của bạn bè. Không ai thích làm bạn với một người suốt ngày đem những chuyện thầm kín của mình để kể cho người khác. Nếu một người nói cho bạn nghe những bí mật của họ thì chứng tỏ họ rất tin tưởng bạn. Nếu bạn rất thản nhiên đem những bí mật đó chia sẻ với người thứ ba, thứ tư, điều đó có nghĩa là bạn đang phản bội lại bạn bè. Một người thông minh sẽ không bao giờ làm chuyện đó, vì họ biết làm vậy là tự hủy hoại tình bạn mà mình đang có. Là tự đánh mất đi giá trị của bản thân, đó cũng là cách bạn tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình. Người khôn ngoan thực sự sẽ biết gìn giữ và bảo vệ cái đáng giá hơn. Có một câu chuyện như sau. Trong rừng sâu, loài nhím từ lâu đã là món ăn ngon ưa thích của loài cáo. Nhưng khổ nỗi, thân nhím đầy lông sắc nhọn nên cáo không thể nào ra tay chén thịt. Nhím với quạ là đôi bạn thân, quạ vô cùng ngưỡng mộ bộ áo giáp trên người nhím. Trước những lời nịnh hót của quạ, nhím không kìm lòng được bèn bộc bạch rằng: "Thực ra tôi cũng có điểm yếu, đó là khi tôi cuộn mình lại, dưới bụng tôi sẽ có một cái mắt nhỏ. Nếu như thổi vào cái mắt nhỏ đó, tôi sẽ bị buồn mà duỗi người ra." Nói xong, nhím nhắc đi nhắc lại với quạ rằng phải giữ bí mật giúp mình. Quạ thề sống thề chết sẽ tuyệt đối không bán rẻ bạn bè. Không lâu sau, quạ rơi vào móng vuốt của cáo. Để giữ mạng sống của mình, quạ đã nói cho cáo điểm yếu của nhím. Và kết quả mà chúng ta đều đoán ra, nhím nhanh chóng trở thành mồi ngon của cáo. Là kẻ nào gây nên cái chết thê thảm của nhím đây? Chúng ta có thể nói rằng là quạ đã phản bội nhím, nhưng nếu như nhím không tiết lộ bí mật của mình thì cáo làm sao có thể biết được. Vì cái mồm mà làm hỏng bao nhiêu việc, cho nên mới nói môn học khó nhằn nhất của con người đó chính là giữ mồm giữ miệng. Bởi vậy, trước khi tiết lộ bí mật gì đó, xin hãy quan sát, suy nghĩ thật kỹ lưỡng. 3. Những mối tình đã qua. Một người thông minh sẽ không bao giờ khoe khoang với cả thiên hạ rằng mình từng có bao nhiêu người theo đuổi, quá khứ đã yêu những người nào. Bởi họ biết rằng những điều đã qua thì nên để nó ngủ yên, hãy hài lòng với cuộc sống hiện tại và trao cho người đến sau sự tin tưởng tuyệt đối. Chỉ có người ngốc nghếch mới suốt ngày luyên thuyên kể với người khác về chuyện tình của mình đã qua. 4. Số dư trong tài khoản. Dù hãnh diện với sự giàu sang của mình đến đâu thì người khôn ngoan cũng chẳng dại đem thu nhập của mình nói cho người khác. Thế giới thì rộng mà lòng người thì hẹp. Họ biết việc khoe khoang sẽ chẳng đem lại điều gì khác ngoài ánh mắt dòm ngó, sự ganh ghét và đố kỵ của người ngoài. Nếu được hỏi về thu nhập của mình, người thông minh sẽ biết cách trả lời khéo léo để vừa không tiết lộ con số cụ thể, vừa không làm phật ý người hỏi. 5. Tham vọng của bản thân. Đa số chúng ta đều có những tham vọng và mục tiêu của riêng mình. Nhưng việc chia sẻ những điều đó cho những người khác chưa chắc đã là đúng đắn. Nhiều người cho rằng nếu nói ra mục tiêu của mình với người ngoài thì sẽ có được sự góp ý và giúp đỡ, kế hoạch sẽ dễ dàng thành công hơn.
Tuy nhiên, đa số việc tiết lộ kế hoạch sẽ làm giảm khả năng thực hiện được kế hoạch đó. Người khôn ngoan sẽ giữ những tham vọng đó cho riêng mình và âm thầm thực hiện, như vậy vừa tránh được bị nhiều người dòm ngó và thậm chí ngay cả khi thất bại cũng chẳng ai cười nhạo họ. Có câu chuyện như sau, xung quanh chúng ta có rất nhiều người thích mang kế hoạch của mình đem khoe với mọi người trước khi thực hiện. Hoa, cô bạn đại học của tôi, đầu năm đã tự lập ra cho mình một kế hoạch vĩ đại, đó là mỗi tuần đọc một cuốn sách, viết 2 bài văn hay, giảm 15 cân trong vòng 3 tháng và quyết tâm xuất bản sách sau 1 năm. Hoa mang kế hoạch lớn lao đó khoe trên nhóm bạn bè của mình với dòng status: hãy lấy ước mơ làm động lực, quyết không phụ tuổi thanh xuân. Lúc mới đầu, chủ nhật tuần nào Hoa cũng đăng ảnh, đăng status check-in mạng xã hội. Nào là hôm nay đọc sách gì, chạy được bao nhiêu km, cộng thêm 2 bài văn mỗi tuần, đầy đủ mọi thứ giống như kế hoạch. Bạn bè thi nhau like, bình luận, vui mừng cho Hoa vì cô ấy thực sự quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình. Nếu cứ tiếp tục kiên trì như vậy, ngày mà ước mơ của Hoa thành hiện thực sẽ chẳng còn bao xa nữa. Ngày tháng cứ qua đi như vậy, mỗi người đều phải tự xoay vần với cuộc sống của mình. Sự nhiệt tình, quan tâm, ủng hộ dành cho kế hoạch của Hoa không còn được như trước nữa. Hơn 3 tháng sau, tôi đột nhiên nhớ đến Hoa. Tôi rất muốn biết tình hình gần đây của cô ấy. Không biết kế hoạch của cô ấy đã thực hiện đến đâu rồi. Tôi tò mò vào trang cá nhân của Hoa. Tôi ngạc nhiên khi phát hiện những hình ảnh và dòng status của Hoa đã ngừng đăng tải từ 1 tháng trước. Tôi thầm nghĩ chắc là cô ấy đã thay đổi kế hoạch của mình từ công khai sang thầm kín. Tôi chủ động inbox trò chuyện. Hoa kể, kế hoạch của cô chỉ duy trì được 2 tháng thì phá sản. Nguyên nhân là do chạy bộ mãi mà chẳng giảm được cân nào. Bài viết cũng không thu hút được mấy người đọc. Hoa chán nản, hoang mang sau khi kế hoạch sôi hỏng bỏng không. Có bao nhiêu người trong chúng ta giống như Hoa, khoe khoang kế hoạch hừng hực như một ngọn lửa, rồi lại chìm sâu dưới đáy biển lạnh lẽo như một viên đá nặng. Người thực sự giỏi sẽ không bao giờ nói điều vô nghĩa. Họ sẽ lặng lẽ lập kế hoạch và hành động chăm chỉ. Những người thùng rỗng kêu to, khoe khoang kế hoạch thực ra là đang chỉ thổi phồng sự thiếu sót về khả năng đối mặt với khó khăn, trở ngại một cách độc lập của mình. Những người như vậy sẽ không có đủ động lực để tịnh tiến. Elwin Ster Lima đã nói rằng, ai có lý tưởng cuộc sống và có kế hoạch để thực hiện nó, thì người đó luôn biết sự im lặng. Ngược lại, ai không có được điều này thì người đó sẽ chỉ biết luyên thuyên về nó. Một người có kế hoạch làm việc tốt, tuy nhiên kế hoạch thường không bắt kịp sự thay đổi. Từ việc lập ra kế hoạch cho đến thực hiện mục tiêu, giữa chúng phải trải qua những biến cố gì, chúng ta đều không thể lường trước hết được. Những người thực sự có tu dưỡng chân chính sẽ biết cách giữ kế hoạch trong lòng, giữ thái độ lặng lẽ và bước đi vững vàng để thực hiện lý tưởng. Trước khi thực hiện kế hoạch, phải nhìn trước ngó sau, quan sát và suy ngẫm, đó chính là sự tôn trọng lớn nhất với chính mình. Nếu không, kế hoạch bất thành rất có khả năng sẽ tự biến mình trở thành trò cười cho người khác. Quý vị thân mến, người xưa có câu, bí mật một khi đã được nói ra, tức là đã ra đến cửa, sau đó sẽ lan truyền khắp thế giới. Nếu ai đó muốn giữ bí mật, trước hết phải tự mình giữ mồm giữ miệng. Đối với bí mật của người khác, nếu chúng ta không thể kín mồm kín miệng sẽ chỉ khiến họ thực sự thất vọng và mất niềm tin vào chúng ta. Nguyên Tổng thống Mỹ, ông Franklin D. Roosevelt, có lúc ở Hải quân có một người bạn hỏi dò ông về việc Hải quân Hoa Kỳ xây dựng căn cứ tàu ngầm trên một hòn đảo ở Caribe. Roosevelt nhìn xung quanh như thể sợ sự chú ý của người khác và sau đó hỏi nhẹ, anh có thể giữ bí mật không? Người bạn trả lời, có thể, tất nhiên là có thể. Tôi sẽ giữ kín như bưng. Ông liền cười và nói, vậy thì tôi cũng có thể, tôi cũng sẽ giữ kín như bưng. Giữ được bí mật mà người khác giao phó cho mình là biểu hiện cơ bản nhất về sự chân thành, tin tưởng và tín đức của một người. Bên cạnh chúng ta luôn có một kiểu người có sở trường chuyên nghe ngóng bí mật của người khác, coi việc tuyên truyền bí mật của người khác là niềm vui. Kiểu người này cuối cùng chắc chắn sẽ bị thiên hạ ruồng bỏ. Phòng nhiều cửa sinh gió, người nhiều lời ắt có họa. Hãy nghĩ xem, nếu như chúng ta không thể giữ bí mật cho người khác, vậy thì cũng đừng nuôi hy vọng người khác giúp đỡ chúng ta những lúc khốn khó. Ngược lại, những người biết tôn trọng người khác, giữ bí mật cho người khác, cuối cùng cũng sẽ nhận được sự tôn trọng, lòng tin từ họ.
Đừng bao giờ mang bí mật nói cho gió nghe, bởi gió sẽ thổi nó đi khắp rừng sâu. Không tiết lộ bí mật của mình là kỹ năng, bản lĩnh không thể thiếu của một người có khả năng làm việc lớn và được trọng dụng. Giữ mồm, giữ miệng là bài học khó nhất của mỗi người. Người xưa có câu, người có đức thì kiệm lời, kẻ khuất tất mới đa ngôn. Người có tu dưỡng đạo đức thì lời nói mộc mạc, không bình luận bừa bãi, nói năng cẩn trọng. Còn người có tâm can xáo trộn, phiền não, dễ thể hiện ra bên ngoài là thích nói nhiều, nói nhảm. Làm việc tốt của mình, giữ gìn cái miệng của mình, giữ mồm, giữ miệng thực sự là môn học khó nhất trong cuộc đời mà không phải ai cũng có thể làm được.